Xin chào mẹ, hôm nay tôi gặp lại các mẹ trong chương trình Hãy để Kip Plaza giúp bạn. Hôm nay thì Kip Plaza sẽ giới thiệu với các mẹ dòng sản phẩm xe đạp 3 bánh Mamago V626. Dòng sản phẩm xe đạp 3 bánh Mamago V626 này thì phần khung của xe được làm bằng chất liệu sắt, thiết kế bản to, rất chắc chắn. Xe có thể chịu trọng tải lên tới 25 kg. Bên ngoài của phần khung được sơn một lớp sơn với lớp sắt rất tươi tắn bắt mắt, không chì, không chất độc hại, an toàn về tuổi bé. Phần yên của xe là chất liệu nhựa, thiết kế là rộng rãi, có tựa lưng, đem đến sự thoải mái cho bé khi di chuyển. Xe được thiết kế thông minh với chiều cao tay cầm rất phù hợp với sự phát triển của từng trẻ nhỏ. Phần tay cầm của xe thì được làm bằng chất liệu cao su với các đường rãnh, giúp bé dễ dàng cầm nắm. Ở phía trước của xe thì được thiết kế thêm hai tấm mút cao su tránh cho bé bị va chạm khi ngã phía trước, rất là an toàn. Phần giỏ của xe thì được làm bằng chất liệu nhựa, thiết kế rộng rãi, có thể đựng được các vật dụng cần thiết cho bé một khi ra ngoài. Phần bánh của xe thì được làm bằng chất liệu cao su với bề mặt tiếp xúc rộng, có độ ma sát cao. Còn phần bàn đạp của xe thì thiết kế các đường rãnh gần, giúp bé dễ dàng điều khiển, tránh trơn trượt. Xe được thiết kế trên một phần bình đựng nước phía sau, rất là tiện lợi mỗi khi ra ngoài. Xe được thiết kế phù hợp cho bé từ 2 đến 6 tuổi và có thể chịu trọng tải lên tới 35 kg. Hiện tại thì sản phẩm xe đạp 3 bánh Mamago V626 được bán rộng rãi trên toàn hệ thống siêu thị mẹ và bé Kip Plaza. Các mẹ có thể truy cập địa chỉ website kipplaza.vn hoặc liên hệ số hotline 1800 6608 để được tư vấn hỗ trợ đặt hàng cách tốt nhất. Kip Plaza xin cảm ơn.